chào các mẹ. Bữa nay đi nhuộm tóc và tranh thủ hướng dẫn các mẹ sử dụng thuốc nhuộm tóc luôn. Cũng được khoảng 3 tuần đấy, nhìn cái độ bạc của mình khủng khiếp. Mình đặt lên các mẹ nhìn thấy ha, bên trong rất là nhiều. Đây mình chuẩn bị những cái gì? Thứ nhất là một cái hộp thuốc nhuộm tóc Herbatin thảo dược, gồm có 8 loại thảo dược organic. Cái hộp thuốc nhuộm tóc này dòng 4N là phủ để phủ tóc bạc ha. Và lên màu hạt rẻ 100% phủ bạc này, chiết xuất từ 8 loại thảo dược organic dành cho da nhạy cảm. Nguyên cái hộp này, nguyên cái hộp thuốc nhuộm tóc này thì mình có thể sử dụng được toàn đầu thì là khoảng 2 lần nhuộm với tóc dài. Đối với mình chấm chân tóc bạc thì nó sẽ tiết kiệm hơn, có thể sử dụng được 5-6 lần. Thông thường thì mình mang ra ngoài tiện cho tiện để cho các chị nhuộm cho mình. Bên cạnh bên này thì là cái gói nước gội đầu tóc xuân. Sau khi mà nhuộm xong ấy, thì mình sẽ gập lại tóc xuân để cho nó không bị khô tóc và cũng không có bị mất cái quá trình mình đã theo đuổi tóc xuân hơn 1 năm nay rồi ha. Tuy nhiên tranh thủ mang đi ra để mà cắt móng chân móng tay luôn. Rồi đây khô một hộp thuốc nhuộm Herbatin, gồm có thứ nhất là một chai thuốc nhuộm, đúng không chị? Chai thuốc nhuộm, đây là chai thuốc nhuộm này, chai pha gọi là chai trợ nhuộm đúng không chị? Để họ ít tiết kiệm hơn, để họ đổ nhiều quá của mình chẳng hạn thì nó lãng phí. Nhiều lắm em. Dạ. Vì họ cũng muốn thân thiện môi trường, bảo vệ môi trường ha. Ở trong này chỉ có một cái tờ giấy hướng dẫn và một cái đây là tờ giấy hướng dẫn này, cộng một cái gói này gọi là gói đầu xả. Đầu xả từ cái aloe vera, jojoba. Ok. Sản phẩm này là sản phẩm của Ý. Như ở đây mình lấy xin từ những năm 1970. Đấy là họ có rất là nhiều năm kinh nghiệm rồi đó. Và mình cũng search những cái review của họ rất là ok. Đấy, mình chỉ cần trộn hai chai này là xong. Và mình đã có một cái bát sản phẩm ở đây. Là mình có thể bắt đầu nhuộm được rồi. Mình để khoảng 40-45 phút là mình có thể đi gội lại ha. Nếu như mà mình thiếu thì mình có thể pha thêm mình nhuộm tiếp. Em nhuộm từ hôm nào ấy chị nhỉ? Sao là đầu tháng à? Khoảng đầu tháng, nói chung cũng được gần tháng. Gần tháng thôi đi nhuộm rồi. Không có mùi đúng không chị? Thơm nhẹ nhàng đúng không? Dạ. Ủa, hơi đắt. Em đang nói giá kia là giá tốt lắm rồi. Dạ. Dạ. Nhưng mà nếu như là nhuộm mấy cái loại rẻ rẻ mà nhuộm phải nhuộm thường xuyên thì nó hư tóc, hư da đầu lắm. Đây là chị cũng vậy, chủ tiệm salon tóc. Số này là số bao nhiêu chị nhỉ? 21 Phổ Quang, phường 2 Tân Bình. Chị cắt tóc mình cảm thấy rất là ưng. Các bạn nào có nhu cầu thì ghé ủng hộ chị nhé. Cô chủ thì chân đất nó khác thôi. Cái phần mà tóc bạc nhiều thì mình có phải chấm nhiều không chị? Mình phải dặm hơn nhiều hơn đúng không? Trong quá trình nhuộm xong thì mình lại kiểm tra và chấm thêm. Hình như trong hộp cũng không có bàn chải. Trong hộp này thì không có bàn chải, không có găng tay ha. Nên là khi mình nhuộm thì mình đương nhiên mình có thể tận dụng những bàn chải có sẵn của những hộp thuốc nhuộm trước đây. Găng tay thì đương nhiên là mình có thể mua ở trong siêu thị. Dạ, nếu mà ra tiệm thì là tiệm đã có sẵn bàn chải găng tay rồi. Mình cứ yên tâm mình ra tiệm, vừa được làm kỹ, vừa được thảnh thơi thư giãn. Dạ. Thì nó toàn từ 8 loại thảo dược đấy chị, organic. Cái sản phẩm này là của Ý và em nhập Mỹ.
hàng công ty ở Mỹ thì họ phân phối cái sản phẩm này, thương hiệu Herbertine. Chị là năm nay học lớp mấy rồi nhỉ? 9 rồi, lớn lắm rồi. Sau khi nhuộm tóc xong thì chắc là khoảng 45 phút đến cần phải xả sạch trước. Xả sạch hết lớp nhuộm đi xong rồi mới hòa tóc xuân. Tự nhiên đúng không?